phẩy chấm phẩy chấm nơi con đường cũ đơn độc vắng vẻ gió hun hút đuổi xa về phía trước chu nhất tiên cùng tiểu hoàn hướng về phía đông được ba ngày đã bỏ xa tử trạch giữa trưa hôm nay họ vẫn còn trên con đường này nhưng quang cảnh đã đổi khác nhiều trước đó hai bên con đường chỉ toàn là cỏ hoang bằng phẳng nay đã được cây cối đồi núi chập trùng thay thế Chu Nhất Tiên nhận ra ven đường phía trước không xa có một tòa thạch đình cũ nát. Lấy làm vui mừng quay sang Tiểu Hoàn, chúng ta qua đó nghĩ một chốc. Tiểu Hoàn ngoảnh nhìn ra sau. Ánh mắt trong trẻo tràn đầy vui tươi. Nói, đạo trưởng. Cùng tới ngồi đi thôi. Đằng sau giã cầu đạo nhân vui mừng gơ đầu. Không biết tại sao. Sau khi rời khỏi tử trạch hắn một mực theo sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn. Khiến Chu Nhất Tiên có phần bất an. Mấy ngày trước, sau khi bỗng nhiên chạm mặt vị trung niên tự xưng là vạn nhân vãng, Tiểu Hoàn có nói vài câu cùng hắn, tự nhiên thêm vài phần thân thiện, thế là hắn theo sau luôn. Chu Nhất Tiên ngồi trong thạch đỉnh dõi theo Dã Cẩu đạo nhân đang cùng Tiểu Hoàn tiến vào. Lão Liếc Dã Cẩu rồi nói, "Dã Cẩu đạo nhân, ngươi vì sao lại cứ theo sau hai ông cháu lão? Ông cháu lão bần cùng nghèo đói, lấy đâu ra thứ gì để cướp đoạt?" Giọng không mấy thân thiện. Giã cẩu đạo nhân chừng chừng nhìn chu nhất tiên đoạn nhếch mép châm biếm, xú lão đầu. Lại giả nghèo giả khổ vờ vĩnh. Làm như ta không biết cây gậy của lão có gì à. Chu nhất tiên cùng tiểu hoàn đờ người ra. Rồi như bỏng phải mông. Mặt lão đỏ ửng, Nhảy dựng lên nói to, giỏi thay. Lão phu sớm đã biết ngươi không tốt. Quả nhiên là nhòm ngó túi tiền của ta. Giá cẩu đạo nhân không đáp lại. Chỉ nhìn lão tiểu hoàn giọng có phần khinh ngạc cất tiếng hỏi đạo trưởng ngài làm sao mà biết được Giã cẩu giọng càng lúc càng nhỏ có chút ngập ngừng lão ta lúc nào cũng nắm chặt cây gậy đi ngủ cũng ôm dịt vào lòng lại còn cứ chốc chốc sờ sờ vào nó nhìn cái bộ dạng đó thì đến khờ cũng biết cây gậy đó có gì tiểu hoàn bật cười phì chu nhất tiên mặt thoáng đỏ ngượng nghịu ngoảnh đầu đi nhưng lão chợt nhận ra thế này thật quá mất mặt bèn quay sang giã cẩu to giọng quát. Cứ cho là cây gậy của lão phu có gì đi nữa cũng không mướn ngươi quản vào. Sao ngươi không nói tại sao lại đi theo ông cháu lão? Giã cẩu đạo nhân bỗng thần người ra nhất thời không nói lên lời. Chu nhất tiên đắc ý chỉ giã cẩu đạo nhân cười nói, hô. Đừng cho rằng. Lão phu không biết. Cái bộ dạng thèm nhỏ dãi trước túi tiền của ta và sắc đẹp của tiểu hoàn cả ngày nghĩ kế không ngoài ra ra tiểu hoàn đỏ mặt gọi to chu nhất tiên bấy giờ mới sực tỉnh biết mình đã quá lời nhưng sắc mặt vẫn không đổi lại lớn tiếng nói đúng hay không dã cẩu đạo nhân len lén nhìn trộm tiểu hoàn thiếu nữ đó da mặt trắng mịn lúc này phơn phớt ánh hồng hơi có nét e thẹn nhưng cặp mắt như sao lóng lánh một vẻ đẹp tươi trẻ dạng người đột nhiên từng chút một len lỏi dần dần vào tim gã đến gặp tràn sự tự ti vô cớ. Mặt từ từ cuối xuống. Tiểu hoàn trừng mắt với Chu Nhất Tiên. Nàng từ nhỏ đã cùng với Chu Nhất Tiên phiêu bạt chân trời. Kiến đa thức quãng. Tự nhiên tính tình rộng rãi hơn phần đông các thiếu nữ đồng trang lứa khác. Rồi quay sang nói với giã cẩu đạo nhân, đạo trưởng. Người dừng nghe ra ra nói bậy. Ông ta miệng chó không mọc được ngà voi. Chu Nhất Tiên hầm hầm tức giận nói, ngươi lại cả gan mắng ra ra ngươi là chó. Trong khi rõ ràng hắn ta mới là chó hoang. Tiểu Hoàn le lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Giã cầu chợt thấy đầu mình, ong, lên chỉ nhận ra trước mắt hiện ra vô số dung mạo mỹ lệ choáng ngợp. Giờ thì hắn chẳng lý gì đến xung quanh. Kể cả khi Chu Nhất Tiên ở cạnh mỉa mai kích bác. Chu Nhất Tiên vẫn chưa nguôi giận. Lại quay qua phía giã cầu, này, Ngươi còn chưa chịu nói ra lý do theo ông cháu lão. Nói làm sao cho lọt lỗ tai thì lão phu cho ngươi theo sau. Hô hô còn không thì xin mời nếm thử mùi lợi hại của lão đây. Giá cầu ánh mắt từ từ thu về im lặng hồi lâu mới nói. Tôi cũng không biết, hô hô, Chu nhất tiên cười to. Lộ vẻ không quan tâm. Tiểu hoàn lại có phần hứng thứ hỏi, đạo trưởng. Không lẽ người không có nhà để về sao? Giá cầu cười gượng đáp. Cô nương nói đúng rồi, hắn không biết tại sao cũng chả hiểu thế nào khi đứng trước người thiếu nữ này lại có thể nói ra được những điều này. tôi từ nhỏ đã xấu xí, khi vừa sơ sanh đã bị phụ mẫu tưởng là yêu quái rồi đem vất ra vùng ngoại ô hoang dã, mặc cho tôi tự sanh tự diệt. a, à, tiểu hoàn tay che miệng lộ vẻ kinh ngạc. chu nhất tiên mắt liếc đảo chừng không tin. giã cầu đào nhân tiếp. sau đó tôi được một bầy chó hoang tìm ra. chúng không những không ăn thịt mà còn tha thức ăn về nuôi tôi vì thế khi lớn lên tôi luôn luôn tự gọi mình là giã cẩu. Chu Nhất Tiên cười nhạt. Phần tiểu hoàn lại chăm chú. Khe khẽ gật đầu. Hắn không. Lý đến Chu Nhất Tiên chỉ là nhìn tiểu hoàn cười nhẹ rồi lại nói. Bởi vì tôi từ nhỏ đã không có nhà nên nếu nhất định nói cho rõ thì hang chó là nhà vậy. Về sau do may mắn được một vị tiền bối của luyện huyết đường bắt gặp. Thương xót mà thu làm đệ tử. Truyền thụ đạo Pháp kể từ đây về sau luyện huyết đường là nhà của tôi. Chu Nhất Tiên lạnh lùng nói, vậy ngươi quay về luyện huyết đường thì hơn. Sao lại đi dạo cả ngày thế này? Giã cầu gục đầu. Mặt mày u ám hồi lâu đáp, luyện huyết đường đã bị quỷ vương tông hủy diệt rồi. Đều do quỷ lệ kẻ mà hai người đã gặp qua. Cái gì? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đồng thời khinh ngạc. Ma giáo nội bộ tranh đấu cực kỳ tàn khốc nhưng tuyệt đối không để lộ phong thanh tin tức vì thế chu nhất tiên và đa số mọi người đều không hay biết việc quỷ vương tông thôn tính luyện huyết đường cùng kinh ngạc nhưng phản ứng thần sắc của cả hai đều không giống nhau chu nhất tiên cao mày không biết đang nghĩ gì một lúc lâu sau mới lắc đầu thở dài nói đáng tiếc đương lúc hắc tâm lão nhân còn sống luyện huyết đường uy thế to lớn biết bao ôi tiểu hoàn thì không nghĩ xa đến thế bất quá chỉ kinh ngạc đơn thuần bỗng nghĩ đến một chuyện là quỷ lệ mang người đến à? Thế sao người còn theo hắn? Giá cẩu khóe mép thoáng co giật rồi chậm chậm thuật lại sự tình đã qua một lượt. Tiểu hoàn thở hắt một hơi. Nói với Chu Nhất Tiên, loại người như niên lão đại thật không hề có chút cốt khí. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn nàng nói, người hãy còn nhỏ. Hiểu làm sao được thế nào cốt khí với không cốt khí đây? Đối diện với sống chết không phải ai cũng có cốt khí cả đâu tiểu hoàn môi như giãn ra, thế vị giã cầu đạo trưởng này không phải chết cũng không hàng sao. Chu nhất tiên nhìn giã cầu rồi gật đầu nói, lão trước đây không nhìn ra ngươi lại có mấy phần cốt khí. Thật không đơn giản, nhưng mà vài năm gần đây, quỷ lệ xưng hiệu là huyết công tử, giết người vô số, sao lại có thể bỏ qua ngươi? Giã cầu đạo nhân lắc lắc đầu, tôi càng không hiểu. Chu nhất tiên lặng thinh. Ánh mắt ra chiều suy nghĩ miên man cái vẻ mặt cười cợt nham nhở bình thường dần dần biến mất. Giá cầu nhìn vẻ xuất thần của Chu Nhất Tiên so với những ngày trước thật khác lạ. Bất giác thần người ra. Đúng lúc đó Tiểu Hoàn lại cất tiếng nói thu hút sự chú ý của hắn. Tiểu Hoàn chăm chú nhìn hắn đoạn thấp giọng. Thốt, thế người cả ngày theo hắn không khó chịu lắm sao? Hắn diệt luyện huyết đường. Người nhất định là rất hận hắn. Giá cầu trầm ngâm hồi lâu. Rồi từ từ lắc đầu thoảng thốt tôi cũng không rõ trước đây quả thực tôi rất hận nhưng vài ngày gần đây từ từ mới nghĩ ra có trách hắn cũng ích gì không phải hắn không phải quỷ vương tông thì vạn độc môn với hợp hoan phái cũng sẽ ra tay quỷ vương tông bất quá chỉ nhanh hơn một bước mà thôi ồ lần này chính chu nhất tiên là người lên tiếng đầu tiên lão ầm thầm đánh giá lại dã cầu đạo nhân đoạn chăm chú nhìn hắn thích thú nói ngươi mà cũng có thể nghĩ được đến mức này sao? lão đã quá xem thường ngươi rồi. Giá cẩu trận mắt không mấy thân thiện nhìn Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên quả không mấy thích thú với thái độ này, nhưng chỉ cười nhạt, hà hà mà không hề tức giận. Giá cẩu lại liếc nhìn Tiểu Hoàn, đôi mắt trong như sương mai, thu ba sóng sánh, đúng thật lay động tâm hồn. Không biết vì đâu, không dám nhìn lâu, từ từ hạ đầu, nói từ ngày đến tử trạch trong lòng lại càng khó chịu nhất là những lúc chạm mặt với bọn niên lão đại thật may gặp được hai người rồi cứ thế mà đi theo thôi tự như đã nghĩ ra điều gì hắn nhanh chóng ngẩng mặt nhìn tiểu hoan nói nhưng tôi tuyệt không có ý hại hai người tự tôi cũng chả biết ra sao đại khái là cứ tùy tiện mà cất bước đi thôi nếu mà nếu mà hai người không đồng ý tôi đành đi thôi tiểu hoan mỉm cười nói không sao đâu Tiểu nữ thì thế nào cũng được. Vậy về sau người cũng cùng theo ông cháu tiểu nữ. Đất trời rộng lớn thế này mà xem người dường như cũng không có nơi để đi. Chu Nhất Tiên sợ bắn người, khều tiểu hoàn đoạn thấp giọng nói: A à đầu ngốc, ngươi nói năng lung tung bừa bãi. Đem cái gã này theo chúng ta làm gì? Tiểu hoàn trợn mắt nhìn lão, nói: Cái gì mà gã này gã nọ? Người ta cũng có danh tự mà, lại nói người ta không hề có ác ý chỉ đi cùng với chúng ta có gì mà phải lo sợ. Chu Nhất Tiên tức giận nói, a à đầu ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày cả. Hắn trong ma giáo tiếng xấu đồn xa. Hình như hắn hình như hồi trước. Đột nhiên lão ngậm tâm. Tiểu hoàn dán mắt vào lão hỏi, hắn trước đây thế nào? Ông nói đi ngày trước có phải ông nghe thấy hắn làm việc ác tài trời? Chu Nhất Tiên gãi gãi đầu. Hồi lâu ngại ngùng nói, hình như là chưa nghe ra hắn đã làm gì tiểu hoàn toàn thân run lên vì cười chu nhất tiên khẽ khều lại nói nhưng mà mang hắn theo bên mình có vài điểm bất tiện mà lại chẳng được gì tiểu hoàn giọng lạnh tanh có vẻ như vào tối hôm qua khi qua khu đồi hoang bên đường lại lũi ra một con heo rừng ra ra thì sớm đã cao chạy xa bay chính vị đạo trưởng này đã tiến lên đuổi nó đi không thì một thân mỹ yếu ớt này đã phải đối diện với thứ heo rừng to bự kia chu nhất tiên đỏ mặt đáp lão nhân ra ngươi tuổi cao sức yếu làm sao mà ngăn nổi thứ đó chứ lại nói ngươi bảo ngươi thân nũ yếu ớt đừng nói là con heo rừng nếu đến là hổ beo thì ngươi còn không tiểu hoàn bỗng nhiên ho khan tức thì chu nhất tiên không nói gì nữa nàng đến ngồi đối diện với dã cẩu cười tươi nói đạo trưởng vậy thì từ nay về sau xin ngài để tâm chiếu cố dã cẩu vội vàng đáp không không sao đâu nếu có việc gì nặng nhọc cô nương cứ bảo ta là được xa xa chu nhất tiên thở hát ra cùng lúc đột ngột một thanh âm lạnh lùng vô cảm từ ngoài truyền đến thì ra ngươi chạy đến chỗ này Giá cẩu chấn động toàn thân lập tức quay đầu nhìn lại tiểu hoàn thì thất thanh thốt a à, là ngài trên con đường phía ngoài thạch đình xuất hiện một vị thanh niên nam tử sắc mặt lãnh cảm Nằm trên vai là con khỉ lông màu cho. Đích thị quỷ lệ, xxxxx. bấy giờ tiết trời đang vào thu. Dù đang giữa trưa nhưng cũng không nóng gắt như mùa hạ. Cũng không phải lúc có những cơn gió lành lạnh từ ngoài đình thổi vào như hiện giờ. Không khí trong đình đột nhiên trùng xuống lạnh lẽo. Sau khi quỷ lệ vị khách không mời mà đến xuất hiện. Giã cẩu sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Có phần khẩn trương. Quỷ lệ vẫn mặc nhiên đứng một bên không hề nhìn lấy dã cẩu mà lại chú mục vào chu nhất tiên tiểu hoàn hết nhìn dã cẩu lại nhìn quỷ lệ hồi lâu cẩn thận hỏi ô trương quỷ lệ công tử ngài ngài đến làm gì quỷ lệ nhìn nàng rồi nói tôi đến tìm gia gia của cô nương chu nhất tiên thừa người hỏi tìm ta quỷ lệ gật đầu đáp vâng xin thỉnh giáo tiền bối một vấn đề tức thì tiểu hoàn bình tâm trở lại bèn quay sang cười với dã cẩu có lẽ muốn hắn cũng bình tĩnh lại phần nào đoạn hứng thú nói với quỷ lệ a ngài hiện giờ đã rất lợi hại có gì để hỏi ra ra sao nói xong nàng mới nhận ra trên vai quỷ lệ là tiểu hôi đôi mắt long lanh chuyển hướng bất giác môi hé cười trong lòng rất vui thích ha hôm đó ta cho ngươi kẹo hồ lô ngươi còn nhớ ta không Chí 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 tiểu hôi kêu chí chóe một hồi. Gật đầu liên tục. Xong bỏ quỷ lệ mà trèo lên lòng tiểu hoàn. Thì ra hầu tử này ấn tượng rất tốt đối với món kẹo hồ lô hôm đó. Tiểu hoàn nhanh chóng cười tươi. duỗi tay đón lấy nó. Lại không nghĩ nó nặng đến thế. Suýt tí đã quảng xuống đất. Phần may nàng phản ứng khá nhanh. Tăng thêm sức đôi tay. Trụ vũng thân hình. Mới ôm gọn được tiểu hôi. Trong lòng nảy sinh thắc mắc. Chỉ mới vài ngày gần đây. Bề ngoài cũng không lớn lên bao nhiêu. Làm sao mà thể trọng lại tăng nhanh đến thế? Thật là kỳ thay lạ thay. Quỷ lệ nhìn với tiểu hoàn đang đùa với tiểu hôi. Cười nói không dứt. dáng điệu rất vui thích. Sâu trong đáy mắt cũng có ánh lên sự vui mừng. Nhưng khoảng khắc lại biến mất. Quay đầu đối diện với Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên nhún vai hỏi, lão nhân gia ta tài cao tận trời. Học phú lục xa thiên hạ có việc gì mà ta không biết. Nhưng ngươi lại có thể biết tìm ta thỉnh giáo. Cũng không lạ. Có việc gì? Ngươi cứ nói ra thôi. Quỷ lệ dĩ nhiên không lý đến phần tự biên tự diễn của lão. Chầm chậm nói, cái ngày ở tử trạch có một con quái đầu cá mình người lén hại cháu gái ngài. Tiền bối còn nhớ hay không? Chu nhất tiên thẫn người. Kế bên giã cầu và tiểu hoàn đều nghe thấy. Tiểu hoàn vừa ôm tiểu hôi vừa nói, đúng đó cái con quái vật đó thật hung dữ chết người. Nếu không nhờ quỷ lệ công tử và bình nhi tỷ tỷ lúc đó xuất thủ. Tiểu nữ thể nào cũng bị hại. Quỷ lệ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Chu Nhất Tiên. Nói, tiền bối lúc đó có gọi tên nó là ngư nhân một trong 63 nam cương dị tộc. Đúng chứ. Chu Nhất Tiên trầm mặc dây lát. Đáp, không sai. Quỷ lệ vòng tay thi lễ. Nói, không biết tiền bối đối với tộc ngư nhân này liệu còn hiểu biết nào khác chu nhất tiên nhìn qua quỷ lệ nói người đột nhiên sao lại có hứng thú đến thế quỷ lệ thoáng trầm ngâm gật đầu thốt phàm đã thỉnh giáo tiền bối việc khác cũng không cần giấu giếm người sau khi người đi rồi thủ hạ của tôi hình như bị một đám tương tự ngư nhân bất ngờ phục kích đánh lén tử thương thảm trọng vì thế tôi nghĩ cần tìm hiểu từ tiền bối chu nhất tiên nhăn mày người từ từ đứng thẳng ánh mắt dần dần ra chiều suy tư nghĩ ngợi im lặng quỷ lệ cũng không lấy làm khẩn trương bình tĩnh đứng cạnh bên hồi lâu chu nhất tiên bỗng hỏi thủ hạ ngươi có phải chết rất tàn khốc thi thể đa phần bị ca xé nát thành từng mảnh ghê tởm đến mức không dám nhìn a à, chính do tiểu hoàn kêu khẽ sắc mặt đầy khinh hãi hiển nhiên là vừa giật mình quỷ lệ chấm chậm gật đầu mục quang thăm thẳm nhìn lão nói không sai chính là như thế chu nhất tiên gật đầu đáp thế thì không thể sai được chắc chắn là do tộc ngư nhân của nam cương thập vạn đại sơn lục thập tam dị tộc thủ tác chỉ có dị tộc này tướng mạo kỳ dị lúc sơ sinh đã đầu cá mình người dựa vào truyền thuyết bản tộc của chúng chính là ngư thần thượng cổ và một người con gái giao cấu mà sinh ra cũng vì thế chúng từ trước đến nay luôn luôn xem mình hậu duệ của ngư thần dị tộc này cố tính tàn nhẫn hiếu sát tin rằng bất kể động vật hay người tại thảm trường chỉ còn lại thi thể bị xé nát mới có thể đồng thời xé nát quỷ hồn miễn trừ hậu hoạn vì thế khi chúng hạ thủ không quản động vật hay người đa phần thân xác đều khó bảo toàn đột nhiên ở bên cạnh phát tới một loạt âm thanh kỳ lạ hai người nhìn qua nhận ra tiểu hoàn mặt đã trắng nhợt nhăn nhó có vẻ muốn nôn thốc chu nhất tiên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài thiên hạ bao la còn không biết bao nhiêu việc càng hung bạo tàn ác hơn nhiều ngươi còn chưa biết đâu quỷ lệ tự nhiên không giống tiểu hoàn có điều cũng đã hơi hơi cau mày nói làm sao mà chủng hung man dị tộc này trước nay đều chưa từng được nghe qua thanh tiếng chu nhất tiên chậm rãi nói người trước nay cư ngụ tại Trung Nguyên. Tự nhiên không tường tận chủng man hoang dị tộc. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là nơi rừng thiên nước độc. Người ở đó ăn tươi nuốt sống. Tuyệt không giống Trung Nguyên văn minh. Nhưng mấy dị tộc đó trước giờ vẫn quen trú tại tổ tiên sở tại. Ngoài ra con đường nối Trung Nguyên với Nam Cương. Chính là bản doanh của một trong tam đại chính phái, phần hương cốc. Thỉnh thoảng cũng có vài dị tộc tiến vào nhưng đều bị đệ tử phần hương cốc tiêu diệt. Bởi thế Trung Nguyên nhân sĩ trước nay khó tưởng tận tình hình của Nam Cương dị tộc được. Lão thời trẻ khi du lịch thiên hạ, lạc tới xung quanh Nam Cương thập vạn đại sơn, mới biết được sơ lược một hai. Quỷ lệ điềm đạm gật đầu, mục quang dần sáng lên, nói, dựa theo lời tiền bối. Thỉnh thoảng vài dị tộc tiến vào, cũng còn có thể nhưng đây là một nhóm rất đông vô thanh vô tức đột nhập còn nữa Nam Cương cách tử vong chịu trạch dễ không dưới vạn dặm. Điều này không thể xảy ra được. Trừ khi chấn thủ Nam Cương. Phần hương cốc nảy sinh vấn đề. Chu Nhất Tiên bỗng vạn mình. Huệ oải nói, đó là việc của các ngươi. Ta lười không quản vậy. Quỷ lệ im lặng. Rồi gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Nói xong. Quay người nhìn tiểu hoàn đang ôm tiểu hôi đùa giỡn. Liếc mắt nhận ra quỷ lệ đang nhìn mình liền không nhịn nổi cười nói, con khỉ của ngài thật dễ thương. đúng rồi, sao mà nó đột nhiên lại nặng quá vậy? trên trán của nó đột nhiên hiện ra một vệt sâu, giống như là con mắt đó. hơ hơ, đúng không à? khỉ con, nói đoạn, tiểu hoàn nhân mặt với tiểu hôi, tiểu hôi miệng cười tô tét, chí chí, chí chí, đuôi thì ngoe ngẩy, quỷ lệ động tâm. từ khi ở thiên đế bảo khố tiểu hôi uống ly nước thần bí lại nuốt luôn viên kỳ thạch thì giống như say rượu ngủ luôn hai ngày hai đêm tỉnh lại cũng không thấy ăn thứ gì nhưng thể trọng lại đột nhiên gia tăng rất nhiều ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi lông càng lúc càng sáng bóng đặc biệt là cái vết sẹo trên trán càng lúc càng hiện rõ có điều trừ những thứ trên tiểu hôi cũng không có gì thay đổi vẫn còn bộ dạng tham an háo chơi lúc đầu quỷ lệ cũng không yên tâm nhưng thấy tiểu hôi không có gì dị thường. Nên từ từ an tâm trở lại. Bây giờ hắn đem mục quang di lên người của giã cẩu đạo nhân. Giã cẩu cũng nhìn qua. Trong mắt có vài phần úy kỵ. Quỷ lệ từ tốn hỏi, ngươi định về sau cùng đi với họ sao? Giã cẩu đạo nhân trầm mặc một lúc, đúng. Quỷ lệ đáp, lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi. Ngươi chắc còn nhớ. Mấy người niên lão đại lúc nào cũng có thể đến tìm ngươi giã cầu đạo nhân sắc mặt u ám. Nhưng nhìn tiểu hoàn rồi vẫn có thể nói, tôi biết chứ. Cũng không để ý. Chính họ tự phản bội. Làm sao còn mặt mũi tìm tôi? Không biết vô tình hay cố ý quỷ lệ lại nhìn tiểu hoàn rồi tức khắc thu hồi. Nói, đã như thế này thì cũng tùy ngươi vậy. Giã cầu đạo nhân thần người. ngẩng đầu. Có vẻ không tưởng quỷ lệ lại nói như thế. Quỷ lệ càng không bận tâm đến bước sang bên gọi tiểu hôi. Tiểu hôi vèo một cái lũi khỏi lòng tiểu hoàn. Chỉ hai ba bước đã nhảy lên vai của quỷ lệ. Tiểu hoàn bần thần. Không nỡ. Thốt, ngài như thế là đi sao? Quỷ lệ gật đầu. Chắp tay với chu nhất tiên. Tức khắc hạ thân thanh quang bốc lên. Nháy mắt thanh quang đã trói lòa. Bay thẳng lên trời. Lập tức thất tiêu. Dõi thấy thân ảnh đã biến mất. giả cầu đạo nhân bỗng thở hắt ra vừa rồi quỷ lệ đứng ở đây hình như có loại uy thế vô hình tồn tại áp bức hắn đến nghẹt thở tiểu hoàn nhìn thấy thế đang nghĩ trêu hắn bỗng nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng động tiếp đó là một chuỗi thanh âm nhu mì nhẹ nhàng lướt đến muội muội chúng ta lại gặp nhau tiểu hoàn không cần quay đầu đã cười nói bình nhi tỉ tỉ quay lại nhìn quả nhiên là thiên tư mỹ sắc phong tình lồ lộ kim bình nhi mỉm cười đứng sau lưng, không rõ xuất hiện từ lúc nào. Giá Cẩu đạo nhân suy cho cùng cũng là người trong ma giáo, đối với Kim Bình Nhi rất úy kỵ, có phần không được dễ chịu thoải mái. Nhưng Tiểu Hoàn với Kim Bình Nhi giao tình rất tốt, vừa gặp đã vui cười không ngớt. Kim Bình Nhi cũng rất yêu thương mà vuốt tóc muội muội mình, không biết vô tình hay hữu ý cũng liếc nhanh lên trời, nói Tiểu Hoàn muội muội. Hôm nay ta tìm muội kỳ thực là muốn hỏi ra ra muội vài câu. Tiểu hoàn. Chu nhất tiên bao gồm cả giã cẩu tất cả đều ngớ người. Kim Bình Nhi từ tốn hướng về Chu nhất tiên nói, về Nam Cương dị tộc ngư nhân. Tôi hãy còn vài vấn đề muốn thỉnh ghi áo ngài. Chu nhất tiên lặng im. Nhíu nhíu mày. Kim Bình Nhi mắt lại nhẹ nhẹ phiêu phiêu mông lung nhìn trời. Chỉ thấy trên cao ẩn trong đám mây trắng. Một tia sáng tựa con thoi đan dệt từng vạt mây từ từ hướng về phía nam. Phẩy chấm phẩy chấm. Thanh Vân Sơn. Tiểu Trúc Phong. Đêm thâm thâm. Nguyệt Quang Lu mờ bao trùm khắp Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ vận bạch y. Lặng lẽ đứng ở hậu sơn. Nhìn từ vọng Nguyệt Đài. Thanh Vân Phong dáng dấp hùng dũng. Đỉnh thông thiên phong xuyên thủng Vân Hải. Kề bên là Hồng Kiều. Được liệt vào một trong sáu nơi thưởng nguyệt tuyệt vời vọng nguyệt đài tiểu trúc phong tuy cũng được bao bọc bởi rừng trúc bạt ngàn. Nhưng loại trúc ở đây khác với hắc tiết trúc. Tiểu trúc phong sinh sôi nảy nở cực thịnh một loại trúc hiếm, lệ trúc. Loại này thân thanh mảnh. Có màu thúy lục. So với loại trúc thông thường thân ngắn hơn gần cả đốt. Nhưng xét về mặt kiên cường loài trúc tự nhiên này xếp vào hàng đệ nhất. Kẻ tiểu phu thông thường chẳng bao giờ đốn ngã được điểm đặc sắc nhất của loài trúc này là trên thân sinh ra những đốm hồng phấn cực kỳ mỹ lệ thoạt nhìn ngỡ là vết lệ buồn của mỹ nhân lưu lại cái tên tiểu trúc phong hiển nhiên cũng từ đây mà có vọng nguyệt đài thực ra là ngọn đồi lẻ loi giữa khoảng không gian rông lớn ngoại trừ phần nửa sau của ngọn đồi nối tiếp với núi đại bộ phận còn lại đều răng ngang trên hư không tương truyền rằng vào những đêm minh nguyệt rạng rỡ ánh nguyệt quang trầm chậm dâng cao trên núi từ từ leo lên chiếu dọi cả vọng nguyệt đài. Thời khắc mà trăng lên đến đỉnh chính là lúc minh nguyệt tỏa sáng khắp vọng nguyệt đài. Thời khắc đó là lúc vọng nguyệt đài mỹ lệ nhất. Ánh trăng sáng vàng vặc. Thanh khiết đột nhiên trói lọi dạng rỡ không gì sánh nổi. Chiếu dạ vào những lớp nham thạch ở vọng nguyệt đài. Lại bị phản chiếu tự nhiên vào tòa tiểu trúc phong. Người ở vọng nguyệt đài lúc này gần như đứng lạc trong tiên cảnh. Hoang đường hơn nữa là chu kỳ sáu năm chỉ có một đêm trăng sáng như thế hoàn toàn làm con người thấy mình đứng càng cao hơn cả minh nguyệt mang lại sự kích động ham muốn vô hạn chỉ có đêm nay minh nguyệt lu mờ gió lớn thổi quần quật đương nhiên không phải là lúc thích hợp để ngắm trăng lúc này hiển nhiên các đệ tử trên tiểu trúc phong yên giấc nồng từ lâu chỉ có lục tuyết kỳ không hiểu vì sao một mình lại đến nơi lạnh lẽo cô độc này Thanh thiên gia kiếm, vật bất ly thân vẫn phía sau nàng, tỏa ra ánh lam sắc dịu dịu, phát tán ôn nhu trong màn đêm. Cơn gió đêm lạnh lùng thổi tràn đến, bạch y nàng như sương tuyết, bay bay trong gió, những sợi tóc mềm mại thổi bay xào xạc, mơn man trên mặt nàng. Nàng chỉ đơn giản không lý gì đến. Trầm, mặc đứng trước thềm vọng nguyệt đài phóng tầm mắt nhìn ra vô tận. Gió trên núi trở nên mạnh mẽ hơn siêm áo nàng phiêu lượn phấp phới chỉ cách vài bước nữa là vực sâu đen vạn trượng đứng bên bờ vực trong ánh sáng le lói bóng bạch y thiếu nữ cô độc đứng trầm mặc từ rất lâu từng chút từng chút một trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên chính là mối hoài niệm nhu tình đang dần hóa thành nỗi niềm thương tâm từng mũi từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu sâu dần vào trái tim từ sâu trong vết thương lòng bỗng hiện rõ dần một nhân ảnh tương tư khắc cốt ghi tâm nàng đứng trong bóng đêm cô tịch này từ từ giang rộng tay về phía hư không vũ trụ phảng phất như vô cùng vô tận gió thổi ngày càng rền rĩ như muốn xâm nhập vào nỗi hoài niệm thương tâm muốn xé tan hình bóng trong lòng nàng bóng đêm dưới chân nàng không biết khởi nguồn từ đâu vươn dài những cánh tay đen tối lao tới những muốn kéo nàng vào vực sâu thăm thẳm nàng vẫn bất động như si dại thân thể nàng yếu mềm nhu nhược trước gió nhưng bóng hình nhu nhược này trong đêm lại ngỡ như đóa bách hợp mãn khai đêm sâu thăm thẳm giữa giá lạnh vô danh xuyên ra cắt thịt mối nhu tình ẩn tàng trong thâm tâm bỗng bừng lên ngưng kết thành ngọn lửa bập bùng là gương mặt của một người thê lương một âm thanh sắc lạnh đột nhiên vang lên truyền vọng đi trong đêm rồi vào hư không, thiên gia thần kiếm bỗng nhiên rời khỏi vỏ, hào quang sáng rực trong đêm, thân ảnh nàng trắng toát nhảy lên không trung tiếp lấy thiên gia, gió núi oai phong cuộn lai, hòa lẫn với bóng trắng, bắt đầu một điệu múa kiếm đẹp nhất thế gian, kiếm quang trong tay mỹ nhân uyển chuyển phi thường, dáng từ trên cao xuống như thu thủy, thoát hóa thành một giải ngân hà, trong hắc ám kiếm khí vẫy vùng, khi thì thăng thiên khi thì lạc địa, lúc như tấm hoàng y dạng rỡ, quyến luyến quanh mỹ nhân, lúc lại tan ra như ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh. Lục tuyết kỳ trên vọng nguyệt đài, cắn môi, nhắm mắt lại, buông mình như đóa hoa trôi bồng bềnh theo làn gió lạnh. Toàn thân nàng dùng hết sức biến thành đạo bạch sắc phù quang. Trong mờ ảo phẳng phất thấy được giọt mồ hôi vương trên gương mặt trắng bệnh. Cơ thể dường đã cạn sức nhưng vẫn múa kiếm không ngừng bóng hình nàng vừa u ám vừa mỹ lệ đinh một âm thanh nhẹ nhàng vang lên thiên gia thần kiếm từ trên tay nàng bỗng từ từ rơi xuống mũi kiếm đâm thẳng xuống nền đá cứng như đâm xuống nền tuyết mềm mại không một tiếng động bóng bạch y buông mình rơi xuống đất hơi thở rồn rập giọt mồ hôi trên mặt như viên minh châu rơi xuống đất hơi thở nàng từ từ trầm ổn lại Mục quang dần có lại thần sắc. Không hiểu từ lúc nào, nàng thấy mình đã múa kiếm đến phía sau vọng nguyệt đài. Nàng nhìn chừng chừng vào rừng lệ chúc ôn nhu tinh tế trước mặt. Từng giọt lệ ngân trên thân chúc như vết thương lòng nữ nhân. Nàng cười không ra tiếng. Trong tâm phảng phất nỗi đau thương vô hạn. Nàng không màng đến y phục, tựa cả lưng vào một thân lệ chúc, từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời cao. Trời cao vô hạn, gió đêm đưa lại một mùi vị quen thuộc nàng nhắm mắt lại hít thật sâu lúc mệt mỏi dần tan thì bóng hình trong tim nàng lại càng sâu đậm thêm chuyện quá khứ từng chi tiết in đậm trong tim không thể xóa nhòa lúc bên ngoài thiên đế bảo khố chàng đã quên đi an nguy của bản thân mạo hiểm cứu nàng nàng bất giác nở nụ cười đắm chìm trong nỗi nhớ ngay cả những văn tự thần bí nhảy múa xung quanh hai người vào những thời khắc cuối cùng nàng còn nhớ như in thì làm sao có thể quên được chàng đắm chìm trong suy nghĩ miệng nàng bất giác đọc khẽ thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu đêm thâm thâm những văn tự cổ phảng phất như ma chú từ từ tan vào hắc ám thanh vân san thông thiên phong tổ sư từ đường ánh đèn trong đại điện lung linh tỏa sáng một cách thanh bình trưởng môn đạo huyền chân nhân trong tay đang cầm ba nén hương cung cung kính kính hướng về vô số bài vị của các bậc tiền bối hành lễ. Rồi bước lên cắm vào hương án. Đứng bên cạnh người chỉ có người chăm sóc từ đường lạc phách lão nhân. Trong ánh hoàng hôn từng tia nắng nhợt nhạt chiếu lên các nếp nhăn khắc khổ trên mặt lão. Đạo huyền quay đầu lại. Đưa mắt nhìn sang lạc phách lão nhân. Rồi nói. Lão dường như già đi nhiều. Lão nhân mặt không đổi sắc. Từ tốn trả lời, năm tháng làm con người giả đi. Có gì lạ đâu chứ? Đạo Huyền lại cười, có vẻ như còn muốn nói tiếp điều gì đó. Đột nhiên bên ngoài từ đường truyền vào một âm thanh, "Thưa tiền bối, đệ tử Lâm Kinh Vũ đã trở về, xin đến vấn an tiền bối." Đạo Huyền nhíu mày, không nói gì nữa. Lão nhân chậm chậm bước lên một bước, nói lớn, "Là ngươi à? Sao bây giờ mới quay về?" Lâm Kinh Vũ cung kính trả lời, đệ tử đã về từ hôm qua. Sau khi hồi báo với trưởng môn, trước, phải về Long Thủ Phong gặp thủ tọa Đại sư Huynh. Xong việc liền đến ngay bái kiến tiền bối. Lão nhân khóe miệng dường như mỉm cười. Từ tốn nói, vậy sao? Ngươi bên ngoài đợi ta một lát. Ta đang có khách. Lâm Kinh Vũ bên ngoài dường như rất ngạc nhiên. Tổ sư từ đường trước giờ chẳng có ai lai vãng. Không ngờ hôm nay lại có khách. Từ khi theo thần bí lão nhân tu hành 10 năm nay, hắn sớm đã kính trọng lão như ân sư, nên ngoan ngoãn đứng chờ. Đạo huyền chân nhân thông thả bước vào chỗ khuất trong đại điện. Nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sau vai mang long kiếm, vận trường bào, lưng mang ngọc đai, gương mặt anh tuấn, thái độ cung kính đứng sang một bên từ đường, kiên nhẫn chờ đợi. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói, hài tử này đúng là nhân tài bất luận là tư chất hay tâm tính đều hơn hẳn người thường. Lão nhân bước đi chậm rãi, bước đến cạnh chân nhân, nhìn ra ngoài, nói: "Năm ấy tại sao ngươi không nhận hắn làm môn hạ?" Đạo Huyền chân nhân đảo mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng bên ngoài từ đường. Người thanh niên đó đúng là anh tư bột phát, bất luận nhìn ở phương diện nào, đều thấy tài năng hiển hiện, khiến người khác cảm thấy y hơn hẳn người thường. Đạo Huyền chân nhân đột nhiên cười, cười rất bình thản, sau đó quay người lại, like. nói với lão nhân, vì hắn quá giống một người về khí chất, tính cách, thậm chí cả tư chất đều rất giống. Nếu để hắn bên cạnh, ta sẽ không thể ngủ yên. Lão nhân bên cạnh nét mặt dường như đột nhiên co thắt lại. Đạo Huyền quay đầu lại nhìn lão, một lúc sau bỗng lắc đầu cười, nói, chỉ là lời nói đùa thôi mà. Nói chưa dứt lời thì Đạo Huyền chân nhân đã lạc giọng đôi chân mày nhíu lại. Tay ôm chặt lấy ngực ho khẽ một chàng dài. Lão nhân nhìn đạo huyền chân nhân tay ôm ngực. Nét mặt đang tái xanh dần. Khẽ hỏi, đã 10 năm rồi vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi sao? Đạo huyền chân nhân một câu cũng không nói ra được. Ho ngày càng lớn tiếng. Càng về sau sắc mặt càng tệ hơn. Mãi một thời gian cơn ho mới dịu dần. Đạo huyền chân nhân sau một chàng ho dài. Đã rời khỏi cửa có lâm kinh vũ đứng ngoài hiện đang đứng trước vô số các bài vị tổ sư thanh vân môn. Nói, ta không thể nào ngờ được nội lực phản chấn của Chu Tiên kiếm lại hung hiểm đến như vậy. Phẩy chấm phẩy chấm. Lão nhân vừa lau trùy bệ thờ. Vừa nói, Chu Tiên kiếm uy lực vô biên. Do có thể khởi phát Chu Tiên kiếm trận xoay chuyển trời đất. Nên cũng là một vật mang lại điểm gờ vì đã đối nghịch. Ý trời! Ngươi là kẻ dùng Chu Tiên cổ kiếm lúc đó chắc đã phải biết rõ hậu quả thế nào đạo huyền chân nhân ảm đạm nói ta tự đã biết điều này trên có huyễn nguyệt động phủ dưới có thanh diệp tổ sư và các vị đại tổ sư linh thiêng làm chứng ta vạn bất đắc dĩ mới dám phá nghiêm lệnh lại vạn bất đắc dĩ lắm mới dám dùng đến chu tiên kiếm lão nhân lau bệ thờ động tác chậm rãi cứ như đã mãi việc này trong suốt bao nhiêu năm bất ngờ đôi mắt lại trở nên chuyên chú cười nói kỳ thật ta đã nghĩ qua, ngươi với nhiều lý do, nhiều lần đã dám huy dụng Chu Tiên cổ kiếm, hứa hẹn sẽ chết sớm hơn cả ta. Phía sau lão nhân, Đạo Huyền chân nhân đồng tử hốt nhiên co thắt lại, một lúc sau mới quay mình bước đi. Giọng lão nhân vang lên phía sau có ý thất vọng, ngươi phải đi à? Đạo Huyền chân nhân dừng bước, vẫn không ngoái đầu nhìn lại. Một lúc sau thong thả nói, chắc ngươi cũng còn nhớ năm đó khi cứu ngươi ta đã nói gì không lão nhân trong bóng tối không trả lời đạo huyền chân nhân chẳng màng quay đầu lại trong tổ sư từ đường phảng phất có tiếng thở dài chỉ nghe tiếng đạo huyền chân nhân từ tốn nói ta cứu ngươi bởi vì ta nợ ngươi nhưng ta sẽ không để ngươi sống lâu hơn ta đâu bóng hình lão nhân hoàn toàn bất động trong bóng tối đạo huyền chân nhân rời khỏi tổ sư từ đường lâm kinh vũ đứng chờ ngoài điện bỗng thấy trưởng môn chân nhân từ tổ sư từ đường bước ra vội vàng cung kính hành lễ đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu lướt nhìn hắn trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ dị rồi bước đi ngay lâm kinh vũ dõi mắt nhìn theo cho đến khi trưởng môn chân nhân khuất dạng nguyên nhân là do lúc đạo huyền chân nhân bước ra hắn đột nhiên nhận thấy sắc diện ông dường như trắng bệch lạ thường lâm kinh vũ còn đang mải nghĩ ngợi thì trong từ đường đã vọng ra tiếng lão nhân ngươi vào đi lâm kinh vũ vội vàng hồi đáp dạ rồi bước vào tổ sư từ đường vừa bước vào tổ sư từ đường lâm kinh vũ bỗng có cảm giác ớn lanh đồng thời xung quanh hắn bốn bề tối sầm lại khiến hắn không ngừng chớp mắt mười năm nay hắn theo lão nhân thần bí chăm sóc tổ sư từ đường nhưng kể từ khi đến hắn lúc nào cũng thấy nơi này mang vẻ u u ám ám kỳ quái nơi này lúc nào cũng chìm trong bóng tối Lẽ ra phía trước các bài vị tổ sư phải có ánh sáng của các hương đèn. Nhưng loại ánh sáng này lại chỉ mang thêm phần u ám sâu hút. Vốn thật, không có cách nào làm thay đổi cảm giác âm u này. Dù gì thì đây cũng là nơi hắn đã sống 10 năm. Hơn nữa hắn thập phần kính trọng lão nhân, nên đã quen thuộc với khung cảnh âm sâm quái dị. Hắn cung cung kính kính hành lễ, thưa tiền bối, đệ tử đã về 10 năm qua, không ít lần lâm kinh vũ muốn gọi lão nhân là sư phụ nhưng lần nào cũng bị lão cự tuyệt vì thế lâm kinh vũ luôn phải gọi là tiền bối dù sao đi nữa ngay cả trưởng môn chân nhân cũng đối xử ngang hàng với lão nhân trong thâm tâm hắn lão nhân thời trẻ chắc phải là bậc trưởng bối ở thanh vân môn lão nhân từ trong bóng tối bước ra miệng mỉm cười nhìn thấy lâm kinh vũ cách biệt đã nhiều tháng trên gương mặt phảng phất nét phong sương dáng vẻ lại thêm phần thần sắc tinh anh trong mắt lão nhân không giấu được vẻ hân hoan hỏi người xuất đạo chuyến này có bị thương tích gì không lâm kinh vũ cũng vui mừng trả lời bất quá trên người con có vài vết thương nhỏ ngoài ra. ngoài ra không có gì đáng kể đến đáng tiếc là lần đi tử trạch này lại không có thu hoạch gì hắn kể lại chuyện trên đường từ tử trạch trở về nghe được tin tức nội bộ ma giáo cùng nhau tiêu diệt trường sinh đường nhất nhất đều thuật lại cho lão nhân hiển nhiên lão nhân chẳng hứng thú gì với sự tồn vong của trường sanh đường chỉ nghe thấy một trong tứ đại phái của ma giáo thời đã bị diệt vong trên gương mặt bỗng có chút biến hóa sau đó an tĩnh lại tiếp tục nghe lâm kinh vũ nói sau khi lâm kinh vũ dứt lời lão nhân im lặng một lúc rồi đột nhiên nói ngươi nói tam đại ma giáo đương thời đang có lực lượng hùng hậu là đã bao gồm luôn cả vạn độc môn rồi à Lâm Kinh Vũ gật đầu đáp, vâng ạ. Lão nhân ngập ngừng hồi lâu. Bỗng nhiên nói, người có gặp thương tùng không? Lâm Kinh Vũ toàn thân chấn động, ngạc nhiên một lúc lâu. Trên mặt biểu tình biến đổi phức tạp. Đến gần nửa ngày mới trả lời, thưa tiền bối, không hề gặp. Lão nhân luôn dõi theo thần sắc của hắn. Hỏi, người ghét hắn lắm à? Lâm Kinh Vũ mắt đượm vẻ đau khổ, nói, con không biết. Nhưng tránh tà bất lưỡng lập nếu có tái kiến cũng đã thành cửu nhân bất cộng đái thiên rồi lão nhân đột nhiên cười lạnh lùng hứm lâm kinh vũ thất kinh có chuyện gì vậy thưa tiền bối lão nhân khẽ lắc đầu quay mình đi ngước mắt nhìn lên trên cao nơi có vô số thanh vân môn tổ sư bài vị phía trước là những ánh nến lập lòe lúc này nhìn như ánh mắt của các vị tổ sư đang trầm mặc nhìn xuống kẻ trong từ đường hắn đã nuôi ngươi lớn lên truyền cho ngươi đạo pháp dạy ngươi làm người lại dứt lòng mang long kiếm trao cho ngươi thử hỏi đã đối xử gì không đúng với ngươi lâm kinh vũ lắc đầu nói nho nhỏ ông ta đã luôn rất tốt với con lúc trước con luôn kính ngưỡng ông ta như thiên thần luôn xem như cha ruột sùng bái cùng cực nhưng lâm kinh vũ ngừng lại lão nhân cũng trầm mặc lúc lâu mắt nhìn lên ánh nến trên bàn thờ tổ sư gượng cười nói kỳ thật thanh tùng hắn chỉ là kẻ lầm đường lạc lối đáng thương phẩy chấm phẩy chấm cõi nam ác địa chính là ở phía cực nam của thần châu hạo thổ tương truyền là nơi sông núi hiểm trở có rất nhiều độc trùng mãnh thú phân cách với trung nguyên rất rõ ràng tại phần đất cực nam bằng phẳng bỗng tự dưng nhô lên một dãy núi cao nguy nga đỉnh núi xuyên vào tận mây phân chia rõ ràng hai vùng nam bắc từ xưa đến giờ ở trung nguyên phì nhiêu chỉ có rất ít người đi đến cõi nam nguyên nhân nhiều vô kể đầu tiên là đường đi hiểm trở thứ hai là mãnh thú độc trùng rất nhiều chướng khí nước độc đất đai ở đó lại khô cằn ít ỏi không cày cấy được ngoài ra còn do không hiểu từ khi nào thế gian lưu truyền chuyện ở rừng núi mênh mông cõi nam có nhiều loại người dị tộc dã man ăn thịt sống háo sát tàn nhẫn lại có loài người lai thú chuyên ăn thịt người từ đó không có ai dám can đảm đến đó nữa nếu lúc nào đó thiên hạ đại loạn chỉ sợ có ngày những dị tộc đó tụ tập nhau lại từ vùng rừng núi đó mà xông ra rồi tiến vào trung nguyên thế thì nguy hại đến thiên hạ lắm nhưng từ ngàn năm nay không hề có ai nghe nói đến chuyện man tộc hại người cả tuy rằng ngẫu nhiên thi thoảng tại vùng biên thủy cõi nam có lưu truyền chuyện có người nhìn thấy dị tộc cổ quái như quái vật xuất hiện rồi phần lớn họ sau đó lại tự nhiên mà chết nhưng chuyện đó dần dần cũng dần bị mọi người quên đi cho đến ngày nay trong những người sinh sống ở vùng biên thùy phía nam chỉ còn đại khái mỗi các bà mẹ là còn dọa con khóc ban đêm câu nếu không nghe lời bọn quái vật man tộc kia sẽ đến bắt con đi đấy nghe những câu nói này vào ngày nay cũng chẳng còn có ai ở đó nhớ đến chuyện ở vùng núi cao rừng sâu kia có tồn tại những dị tộc nọ thế thì những người ở tít trong trung nguyên xa hàng ngàn dặm còn biết gì được chứ chính vì vậy vùng thập vạn đại sơn bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc là vùng đã bị người dân bình thường quên lãng nhưng dù người dân bình thường có quên những dị tộc này thì những người tu chân luyện đạo họ vẫn không quên không phân biệt tránh tà ma đạo cũng được ghi trong các tài liệu từ xa xưa. Đều hiểu rằng trong ngàn năm nay tại phương Nam các dị tộc sở dĩ không thể gây hại cho thiên hạ. Công lớn nhất là nhờ ở, phần hương cốc, một cự phái trong chánh đạo. Thập vạn Đại Sơn đích thị một dãy núi hùng vĩ cao lớn. Ngăn cản sự đi lại giữa Nam và Bắc. Người Trung Nguyên không thể đi về phương Nam. Các man nhân dị. Tộc cũng không thể đi lên phương Bắc. Nhưng nghìn năm trước, một trận sấm sét lớn không thể tưởng tượng được đã từ trời cao giáng xuống trong vòng ngàn dặm bách tính tử thương vô số khi trường kiếp nạn này qua đi người ta phát hiện tại giữa dãy núi nguy nga đó trận sấm sét mạnh mẽ không ngờ đã đánh tạt cả núi tạo thành một tiểu hắc đạo u ám khẳng khiu rộng ba thước cũng kể từ lúc đó thế gian truyền rằng từ nơi thập vạn đại sơn có ẩn chứa man tộc quái nhân thường thường làm loạn nhân gian nhân dân vùng biên thủy khổ không sao nói hết được. Cho đến tận khi có phần hương cốc xuất hiện. Phần hương cốc là một chi phái trong chánh đạo. Lai lịch vô cùng thần bí. Sớm nhất là từ 1.500 năm trước đã có đệ tử phái này hành tẩu trên thiên hạ. Nếu bàn về nguồn gốc, toàn thiên hạ chỉ có mỗi thanh vân môn và ma giáo là có lịch sử dài hơn. Còn thì cả thiên âm tự cũng không bị được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng phái này ban đầu danh tiếng rất nhỏ mặc dù thi thoảng cũng xuất hiện một vài môn hạ đạo hạnh cao thâm. Nhưng ảnh hưởng đối với cục thế trên thiên hạ không lớn. Cho đến cách đây 800 năm, phái này tại biên thủy phía nam gần chỗ tiểu hắc đạo. Tìm thấy một sơn cốc rồi định cư ở đó. Từ đó xưng tên, phần hương cốc. Trong vòng 800 năm cao thủ xuất hiện như mây. Thế lực cường thịnh. Đến giờ dĩ nhiên đã ngang hàng cùng với thanh vân môn. Thiên âm tự thành một trong ba đại phái lớn nhất trong chánh đạo cũng cùng với đó cốc chủ hiện tại của phần hương cốc vân dịch lam cùng với đạo huyền chân nhân của thanh vân môn hòa thượng phổ hoàng của thiên âm tự là ba người có địa vị cao nhất trong chánh đạo chỉ là người này vốn thích kín tiếng nên so với hai người kia thì danh tiếng không bằng do vị trí địa lý phần hương cốc phải gánh vác trông coi cái tiểu đạo u ám được gọi là hắc động khẳng khiêu ở gần đó từ đó trở đi không còn nghe thấy tin đồn những chuyện quái vật man tộc quấy rối bách tính nữa. Vì vậy trong lòng bách tính ở đó, thanh danh của phần hương cốc cực cao, được người đời tôn sùng như những thần tiên cao quý nhất. Những thông tin này đều có trong ghi chép lưu tại ma giáo quỷ Vương Tông. Quỷ lệ trong vòng 10 năm qua cũng đã từng để mắt tới. Đến giờ trong đầu dần dần nhớ lại hôm nay so với cái ngày hắn hỏi thăm chu nhất tiên tin tức về quái vật người cá rồi sau đi về phương nam là đã được ba ngày hắn miệt mài đi gấp cuối cùng cũng đã đến phụ cận của thập vạn đại sơn đêm sâu thẳm vầng trăng muộn ở trên không trung mây cao dày từng lớp không nhìn thấy một vì sao nào ánh trăng tỏa sáng chiếu xuống nhân gian ở phía đỉnh núi trước mặt quỷ lệ cũng hiện lên khá rõ ràng quỷ lệ dừng lại tại một đỉnh đồi nhìn về phương nam quan sát lông mày hơi nheo lại chú khỉ tiểu hôi vẫn ngồi yên trên vai hắn như cũ tay cầm một quả gì đó không hiểu lấy được ở đâu đang gặm gặm có vẻ rất ngon lành kể từ lúc đi được hết hai ngày đầu hắn còn thấy những ký hiệu mà sát xanh hòa thượng lưu lại nhưng đến ngày hôm nay ký hiệu của sát xanh hòa thượng đã hoàn toàn biến mất chỉ là nhìn vào những tin tức gã đã lưu lại. Có thể thấy dựa vào thuật truy tung tinh xảo của mình. Sát sanh hòa thượng đã xác định được bọn người cá thần bí đang nhanh chóng đi về phía nam. Mục tiêu hiển nhiên là quay trở lại xào huyệt. Không hiểu giữa sát sanh hòa thượng cùng với bọn người cá thần bí có phát sinh chuyện gì không? Quỷ lệ thở dài nhẹ nhẹ. Trong mắt thoáng hiện nên một nét lo âu. Man tộc phương Nam và người Trung Nguyên hiển nhiên không giống nhau. Điều này trong tư liệu của Quỷ Vương Tông cũng đã đề cập đến rất nhiều lần. Người ở đó căn bản là không hề biết đến những chuyện tu chân luyện đạo, mà tựa hồ lại có những vu thuật dị pháp quỷ dị. Không thể ngờ tới được. Sát sanh hòa thượng tuổi còn chưa cao, tính nết nóng nảy, nhưng trong hàng ngũ đệ tử của Quỷ Vương Tông thật là một nhân vật xuất chúng. Ngày thường đi theo quỷ lệ, luôn là một thủ hạ rất đắc lực. Giờ đột nhiên mất tích một cách thần bí trong lòng quỷ lệ cũng có nhiều lo lắng lúc này hắn đang ngưng thần quan sát phía trước mặt chứng kiến đêm đen thâm trầm bóng đen trải dài nơi phương nam tựa như là có một vật gì đó trong đêm đen đang nghe nanh múa vuốt như từ nơi một vùng núi non ở thập vạn đại sơn trong truyền thuyết chính là chỗ của phần hương cốc thần bí lâu nay biên thùy cõi nam là nơi phạm vi thế lực của phần hương cốc ma giáo đệ tử một mình tiến nhập nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói quỷ lệ đang trầm tư suy nghĩ hốt nhiên cảm thấy gì đó ngẩng đầu nhìn trời chứng kiến ở bầu trời với vầng trăng cô độc xuyên qua lại ở chỗ các đám mây đen bỗng nhiên có một điều gì đó kỳ quái một đạo hồng quang sắc đen đột nhiên xuất hiện giữa đêm đen dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh trăng bay trên bầu trời hướng về một ngọn núi ở phía nam rồi hạ xuống ánh mắt quỷ lệ nhìn chăm chú vào đạo hồng quang quỷ dị kia lông mày dần dần nhíu lại một lúc sau hạ quyết tâm trong lòng vỗ tay vào vai tiểu hôi dưới chân ánh sáng xanh lập tức phát xuất quần sáng xanh đen âm u của phệ hồn bừng lên từ từ đưa hắn và tiểu hôi lên cao rồi đột nhiên gia tăng tốc độ bay vọt về phương hướng của đạo hồng quang kia sao 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 không biết trong đêm đen tự bao giờ mây đen từ từ kéo tới. Bầu trời chỉ một vầng trăng lẻ loi. Ánh trăng chiếu xuống dần tối dần. Dường như khí u ám yêu dị đặc hữu của cõi cực nam trong đêm đen này càng lúc càng trở lên dày đặc. Đạo hồng quang thần bí kia bay được một lúc. Rồi hạ xuống một vùng núi cách ngọn núi nơi quỷ lệ đang náo mình khoảng 10 dặm về phía nam. Cõi nam nhiều núi. Trên núi luôn có nhiều cây cối. Nhưng không ngờ ở trên ngọn tiểu sơn vô danh giữa rừng kia, lại tọa lạc một tòa miếu cổ hoang lương đạo hồng quang dừng lại ở phía trước cổ miếu rồi luồng ánh sáng thu hẹp lại xuất hiện một thân ảnh gầy gò của một lão già lão quay đầu quan sát bốn phía một lát xác định là không có ai theo sau mới tiến vào bên trong cổ miếu ở nơi núi vắng chỗ cổ miếu hoang vu nếu có người trong đêm tối tìm đến tự nhiên là có những việc không thể để lộ ra bên ngoài một hồi sau ở nơi rừng sát cạnh cổ miếu, thân ảnh quỷ lệ từ từ hiện ra. Mục quang hắn quan sát tòa cổ miếu vô danh một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trong đêm tối mây đen càng ngày càng dày, dần dần che khuất cả ánh trăng. Thân ảnh hắn khẽ động, lặng lẽ tiến về hướng cổ miếu. Tòa cổ miếu này rõ ràng là đã hoang phế từ rất lâu. Từ trong ra ngoài đều có tàn tích đổ vỡ. Ngay như tại chính điện, nhìn từ ngoài vào cũng thấy bị tàn phá rất nhiều chỗ nào cũng thấy vết nứt gió đêm lạnh lẽo thổi qua những cửa sổ vỡ nát lay động kéo cọt phát ra những âm thanh khe khẽ trong đêm tối càng đượm vẻ thê lương nhưng cũng lại ẩn chứa một nét kỳ quái xoẹt một âm thanh khẽ phát ra có vẻ như có người đang thắp lửa lên rồi một ánh lửa nhỏ trong đại điện bùng lên nhưng do ánh lửa này không mạnh lắm chỉ có thể chiếu sáng một khoảnh nhỏ trong đại điện, nên những chỗ hơi xa một chút, thì vẫn chìm trong bóng tối đen đặc, kỳ, kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ, kỳ, kỳ 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 kỳ, đột nhiên, một chàng những tiếng âm thanh kỳ quái từ trong đại điện bỗng thốt lên. Thanh âm này như tiếng quỷ khóc trong đêm, lại cũng giống tiếng độc trùng bay trong đêm tối. Người nào nghe thấy trong đầu sẽ thấy nhức nhối, rất là khó chịu quỷ lệ ẩn thân trong một góc tối. Im lìm hướng về phía đại điện quan sát. Chứng kiến tại nơi ánh sáng mập mờ trong đại điện. Ngoại trừ lão già hắn đã nhìn thấy lúc nãy ra. Không ngờ lại thấy thêm hai người nữa. Một người chạc tuổi 30. Vóc dáng trung bình. Còn người kia. Thân hình khá cao lớn. Nhưng không hiểu vì sao. Toàn thân từ trên xuống dưới đều bị bao bọc chặt kín. Ngay cả trên đầu cũng không để lộ ra một chút nào cái âm thanh kỳ dị vừa rồi không ngờ lại do cái người bị bao kín này phát ra thanh âm này vang vọng trong tòa cổ miếu càng thêm vẻ quái dị phảng phất như tiếng ác quỷ vừa tỉnh dậy quỷ lệ lặng lẽ quan sát đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe loại âm thanh này tự nhiên là không hiểu được điều gì nhưng nhìn vào sắc diện của hai người kia chắc cũng sẽ có kết quả quả nhiên con người thần bí kia nói được một hồi rồi cũng ngừng lại ngồi cạnh gã là người trung niên đang ngưng thần lắng nghe rồi quay đầu sang phía lão già nói tộc trưởng nói rằng lần này trở về mà không làm được việc gì lại còn tổn thất người trong bộ tộc hành tung bị lộ tất cả đều là do tin tức của ngươi không chính xác đại vương thú thần nghe nói như vậy dĩ nhiên vô cùng tức giận gã trung niên khi nói đến hai từ thú thần thanh âm đột nhiên nhỏ xuống còn thân ảnh người bị bao bọc kia không ngờ cũng run lên một cái lão già nọ nhíu mày thốt bọn ta ban đầu ước định rồi sau đó đưa tin về vị trí của thiên đế minh thạch cho thú thần đại vương như bọn ta được biết viên kỳ thạch kia chính xác ở tại nơi thiên đế bảo khố trong tử trạch sao lại đổ lỗi là tin tức của bọn ta không chuẩn lão đưa mắt nhìn nhân vật thần bí đang bị bao bọc khóe miệng bỗng nhiên thoáng hiện nét diễu cợt nói chỉ sợ hay là bản thân bọn ngươi lực bất tỏng tâm. Lời này vừa thốt, nhân vật thần bí bị bọc kia ngay lập tức trả lời, kỳ kỳ. Kỳ 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 kỳ, kỳ kỳ kỳ, một chuỗi những âm thanh quái dị này vừa phát ra. Quỷ lệ ẩn thân ở gần đó mặc dù không hiểu được ý nghĩa. Nhưng nghe những âm thanh vội vã liên hồi đó. Hiển nhiên cũng biết nhân vật thần bí kia đang vô cùng tức giận. Nhân vật thần bí kia cứ, kỳ 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 kỳ, một hồi sắc mặt của gã trung niên làm phiên dịch dần trở nên khó coi khó chịu đợi kẻ kia ngừng lại rồi gã lưỡng lự một lát mới nói tộc trưởng nói bọn kia mặc dù chưa bao giờ đi đến tử trạch chết chóc kia nhưng cũng biết ở đó chẳng có bóng người không ngờ đột nhiên lại thấy rất nhiều cao thủ tu đạo của trung thổ ở đó tự nhiên tự nhiên là tin tức của các ngươi không đúng lão già ngó bộ dạng của gã trung niên vừa nói xong thấy có vẻ lưỡng lự Vừa rồi nhân vật thần bí kia nói rất lâu. Thế mà khi gã trung niên dịch một hồi, thì lại chỉ có vẻn vẹn mỗi một câu. Hiển nhiên nhân vật thần bí kia đã nói rất nhiều lời mặt sát xấu xa. Gã trung niên không muốn phiên dịch lại. Lão già trầm ngâm một lúc. Xem bộ dạng thì có vẻ không muốn cùng với nhân vật thần bí kia cãi cọ. Cười nói, cái việc thiên đế bảo khố xuất hiện. Điềm lạ cực lớn. Chấn động cả thiên hạ tưởng rằng các cao thủ tu chân trong trung thổ cũng phải biết mà kéo tới điều này bọn ta làm sao có khả năng khống chế được nhân vật thần bí bị bao bọc kia có vẻ vẫn chưa hết tức giận lại phát ra một tràng âm thanh quái dị gã trung niên chăm chú lắng nghe gật gật đầu liên tục rồi nói luôn với lão già tộc trưởng nói rằng cái thiên đế minh thạch kia đối với thu thần đại vương mười phần trọng yếu quan hệ trọng đại lần này trở về mà không được kết quả gì thú thần đại vương bột phát đại nộ ở đó lập tức hạ sát vài người trong tộc lão già nghe đến đây sắc mặt trở nên nghiêm trọng hiển nhiên trong lòng trầm trọng nhưng trong mắt vẫn không kìm được một nét diễu cợt thoáng hiện lên gã trung niên tiếp tục dịch bởi vậy mới yêu cầu bọn ngươi nhanh nhanh chóng chóng tìm ra tin tức xem cái bảo thạch đó hiện giờ đã lạc vào tay kẻ nào bọn họ ngay lập tức sẽ đi lấy về dâng lên thú thần đại vương ẩn tại gần đó trong tâm quỷ lệ chấn động một cái lắng nghe bọn kia nói về sự việc cái vật thiên đế minh thạch có lẽ nào vật bị tiểu hôi nuốt vào bụng lại là cái kỳ thạch này lúc này nhìn ra chỉ thấy lão già trầm ngâm một hồi rồi sau đó gật đầu nói được việc này coi như cứ đặt lên vai bọn ta trong vòng ba ngày bọn ta sẽ hồi đáp lại cho ngươi nhân vật thần bí hừm một tiếng rồi thốt kỳ 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 vài câu gã trung niên nhìn lão già gật đầu bảo tộc trưởng đồng ý như vậy sau ba ngày nữa sẽ gặp lại nhau ở nơi này lão già gật đầu nhưng không nói gì còn nhân vật thần bí kia thì quay người rồi cứ thế bước thẳng đi không thèm để mắt đến bọn họ một cái nào thái độ thật ngạo ngược vô lễ lão già biến sắc nhìn theo lưng nhân vật thần bí với vẻ cực kỳ tức giận gã trung niên vội kéo lão một cái rồi lắc lắc đầu lão già nhìn gã một cái rồi cũng nhẫn nhịn được đợi nhân ảnh cao lớn của nhân vật thần bí biến mất trong bóng đêm lão già bỗng nhiên phì một tiếng rồi mắng là cái gì chứ đúng là một bọn xúc xanh gã trung niên cười bồi theo rồi nói sư thúc không phải cáu giận làm gì Cần gì phải hạ mình xuống ngang tầm với bọn chúng? Lão già cười lạnh, ta chấp bọn chúng làm gì? Nói rồi chuyển đầu nhìn gã, nói như vậy. Tôn đồ! Ngươi phải sinh hoạt với bọn súc xanh này ba năm trời để học cái tiếng chim của chúng. Chắc là phải chịu rất nhiều khổ cực. Gã trung niên bị gọi tên là Tôn Đồ cười cười nói, đệ tử chịu hậu ân của sư môn. Nhưng tư chất nông cạn. Trong lòng đau khổ vì không thể báo đáp hậu ái của cốc chủ cùng chư vị sư thúc, giờ có cơ hội tốt thế này. Đệ tử chỉ sợ không được hết lòng hết sức thôi. Quỷ lệ tự nhiên nghe thấy hai từ, cốc chủ. Bỗng thấy lạnh ở trong lòng. Lão sư thúc kia cũng cười. Tựa hồ cũng mười phần đẹp dạ. Đưa tay vỗ vỗ vào vai tôn đồ. Rồi bỗng nhiên cười lạnh, cũng may cốc chủ sáng suốt. Biết rằng ta tính nết bình tĩnh. Nên mới phái ta đến gặp mặt bọn súc xanh này. Nếu như lão già nóng nảy thượng quan sách đến đây. Không hiểu chỗ này sẽ phát sinh những sự gì." Tôn Đồ cười gượng lên một tiếng, trên nét mặt hiện lên một nét cổ quái, miệng không nói theo câu nào. Tựa hồ không dám ở sau lưng đề cập đến Thượng Quan Sách kia. Quỷ Lệ ở cạnh lúc này lại có nhiều suy tưởng. Thượng Quan Sách là nhân vật đứng hàng đầu ở Nam Phương, Phần Hương Cốc. Mặc dù trước nay vẫn không hành tẩu trong thiên hạ, nhưng uy danh đã sớm vang dội. Ở trận chiến trên Thanh Vân Môn 10 năm trước, quỷ vương thi hành xảo kế. Phái chu ẩn giả làm thượng quan sách ám toán bọn tăng nhân thiên âm tự. Quả nhiên ra tay là thành công. Gần như đã đẩy hai đại phái Thanh Vân và Thiên Âm vào tử địa. Hồi đó quỷ lệ còn là một đệ tử của Thanh Vân tên là Trương Tiểu Phàm. Ở hiện trường lúc đó, tự nhiên đối với danh tự này có ấn tượng rất sâu sắc. Nghe hai người kia luôn mở miệng gọi nhân vật thần bí là, xúc xanh mà mới vừa rồi nhân vật đó với họ có thân phận tựa như là gọi phải dạ bảo phải vâng phần hương cốc vẫn luôn được coi là chính nghĩa sừng sững kia lúc này không ngờ cũng hiện nên vẻ tà khí khó nói quỷ lệ lặng lẽ quan sát hai người trong đại điện trong đêm đen khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo khinh miệt ở đại điện hai người kia nói thêm vài câu rồi tôn đồ hé miệng thổi tắt ngọn lửa trên đại điên hai người theo đó bước ra bên ngoài. Xem ra có vẻ muốn rời khỏi chỗ này. Quỷ lệ trong bóng tối nhíu mày. trầm ngâm dây lát. Bỗng nhiên. Ở phía ngoài cổ miếu đột nhiên truyền lại một tiếng kêu giống quái dị. Hai người trong cổ miếu giật mình. Lão già cùng tồn đồ đồng thời ngừng bước. Tiếng hống này đượm vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ. Ở giữa phảng phất còn có chút ít kinh hoàng Nghe tựa như tiếng dã thú kêu giống. Không giống với tiếng người kêu. Quỷ lệ suy tính nhận ra. Nghe tiếng kêu này tựa hồ như phát ra từ nhân vật thần bí bị bao bọc kia. Lông mày không hiểu sao cũng nhăn lại. Cùng vào lúc ấy, lão già và tôn đồ cũng đã nghe ra. Sắc mặt đại biến. Cùng nhau bay vọt lên không. Hướng ra phía ngoài cổ miếu. Nơi núi cao rừng sâu này. Không ngờ cũng có người phục kích. Ánh trăng lạnh lẽo. phảng phất nét kỳ quái càng ngày càng nồng. Sao sao sao, ở ngoài cổ miếu một nơi xa phía sau ngọn núi một đạo sắc tím trong đêm đen bùng lên nhoáng đến nửa chừng không rồi biến mất đứng cách xa đó hàng chục trượng quỷ lệ cũng cảm thấy sát khí lẫm liệt hai mắt hắn đồng thời nheo lại lúc này dĩ nhiên đã nhận ra pháp bảo vừa rồi thi triển là gì hai người phần hương cốc vội vã phi đến nhưng đạo hạnh của lão già so với tôn đồ cao hơn rất nhiều chỉ nháy mắt đã vượt qua tôn đồ hàng chục trượng đồng thời trong tay hiện ra một tiên kiếm hồng đen hướng về phía chỗ đạo sắc tím vừa chớp lên sông đến chỉ là không đợi cho đến khi lão kịp đến phía sau núi đã nghe thấy một tiếng giống rất to mang theo ý tuyệt vọng vang vọng trong đêm đen mờ tối lão già sắc mặt đại biến chân phi thật nhanh tiếng giống vừa vang lên xong quỷ lệ cũng đã lặng lẽ từ một hướng khác theo chân đi tới vòng đến phía sau ngọn nói đó một mùi máu tanh sọc lên ập thẳng vào mặt chiếc bao vải đã bị xẻ ra làm đôi ở giữa chừng không đang từ từ rơi xuống máu tươi vung vãi ở khắp mọi nơi lúc này thân hình thật sự của nhân vật thần bí kia đã hiện ra quả nhiên là một ngư nhân thân người đầu cá vào lúc này đã bị người ta từ đầu đến háng một dao xẻ ra làm đôi xác đang nằm trên mặt đất nhưng bóng dáng của hung thủ thì chẳng thấy đâu cả lão già hơi giận bốc lên ngùn ngụt hùng thủ này trong khoảnh khắc đã xuất thủ giết người rồi lại ẩn thân không nhìn thấy đâu đạo hạnh kẻ này chắc chắn không thấp tuy trong lòng lão thấy tên người cá này cực kỳ không thuận mắt nhưng cũng biết rằng cốc chủ cùng bọn man tộc này đúng là có việc đại sự cần thương nghị thế mà chỉ một chốc đã bị người giết chết ngay trước mắt mình vạn nhất bọn chúng truy cứu đến bản thân thật sự không biết ăn nói thế nào lúc này tôn đồ cũng đã đến hiện trường nhìn thấy cảnh máu rơi khắp nơi tức thì mặt mũi đần ra sắc mặt lão già vô cùng khó coi bỗng nhiên cất người vọt lên không ánh sáng hồng đen phát ra dưới chân bay lên lưng chừng không đưa mắt nhìn về bốn phía chỉ thấy bốn bề một màu tối đen rừng rộng mênh mông biết hình bóng của hung thủ đang ở chỗ nào bỗng nhiên lão cất tiếng thét lớn vị cao nhân nào vậy xin mời ra gặp mặt. Lữ thuận của phần hương cốc xin thỉnh giáo. Âm thanh này truyền đi xa dần. Một lúc sau từ nơi rừng sâu núi cao. Tiếng vọng ẩn hiện truyền lại. Lữ thuận thỉnh giáo. Lữ thuận thỉnh giáo, vang đến từ mọi nơi. Chỉ là ngoài điều này ra. Không nghe thấy một âm thanh nào nữa. Lữ thuận trong mắt như có lửa cháy. Sau một lúc hạ người xuống nói với tôn đồ, ngươi thu thập thi thể tộc trưởng. Mang về trong cốc hung thủ hạ thủ chưa lâu chắc chắn vẫn đang ở gần đây ta dù phải cày đất sâu đến ba thước cũng phải tìm cho ra người này tôn đồ hấp tấp gật đầu thốt sư thúc nhớ cẩn thận lời nói chưa tới lữ thuận đã cất người vọt lên trên không rồi biến mất ở nơi rừng sâu tối đen tôn đồ quay người lại nhìn xác chết bị phân làm đôi ở dưới đất mùi máu tanh bốc thẳng vào gã không kìm được vẻ mặt chán ngán Gã kêu phì một tiếng, quỷ lệ chậm chậm lùi lại. Trong bóng tối trầm ngâm một lúc, rồi cẩn thận quan sát địa thế bốn phía. Ánh mắt theo đó đập ngay vào tòa cổ miếu mình vừa bỏ đi, lập tức lặng lẽ đi đến nơi đó. Đêm đen lạnh lẽo, mây đen che mờ ánh trăng. Tuy rằng mới chỉ qua một chút, nhưng trong tòa cổ miếu lúc này, đột nhiên có vẻ tối tăm đi rất nhiều. Chỉ có ánh trăng đôi khi lọt qua những đám mây đen chiếu sáng xuống miếu một chút. Rồi sau đó tất cả lại chìm vào bóng tối. Quỷ lệ chậm chậm bước vào. Dừng lại tại phía trước đại điện. Hai mắt nhìn chăm chăm nhìn vào trong đó. Gió lạnh thổi tới. Những cửa. Sổ vỡ nát lay động phát những tiếng kéo cọt kỳ quái. Trong đêm đen khe khẽ kêu lên. Công tử quả nhiên lợi hại. Ta chỉ có thể lừa được lữ thuận. Chứ không thể qua mặt được công tử. Từ nơi đại điện tối đen. Bỗng nhiên lời nói đó âm u phát ra, nhẹ nhàng bay tới, nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.